Bây giờ phía trước mình đây, cái cảnh quay diễn ra chuẩn bị cho lễ rước kiệu bà đó nha. Vì cái đoàn lân chuẩn bị cho cái người đó đó nha. Thấy nhìn quang cảnh xung quanh nha. Thank you.
Thank you.
để đến nơi xếp hàng đi. Thank you.
Thank you.
Thank you.